đi á, sao á. Wow, đây một con đó nè. Ủa, ốc bự nè, ốc bự luôn nè. Ừ, con ốc này nó đóng rong luôn rồi nè. Để bà coi coi. Nè, ốc này nó đóng rong luôn nè các bạn. Ốc này nó già lắm rồi. Ê, đây, đây con đó nè mấy. Con thấy không? Thấy không? Wow, ốc nhiều thiệt. Cái chim có con. Hôm nay tầm mi đi đâu? Đã thiệt nghe, dù hôm nay tầm mi sẽ trải nghiệm đi bắt ốc như thế nào nghe các bạn. Các bạn bây giờ sẽ theo chân tầm mi xem tầm mi đi bắt ốc ngoài ruộng để coi có nhiều ốc không nha. Ồ, ở đây hình như là có nhiều ốc lắm á. Trải nghiệm coi Trà My bắt ốc có nhiều không. À, con thấy con biết ốc không? Ốc không? Con biết ốc không? Bỏ dép lên đây ngay. Bỏ dép lại dép đi. Bỏ dép đi, bỏ bằng dép đi. Ừ, ốc này là ốc ngoài đồng, ngoài ruộng nha bà con. Ủa, con thấy không? Thấy ốc không? Con lẩm đi, con lẩm mất ốc đi. Đây mày cỡ đồng hồ đi. Thấy ốc không? Cỡ đồng hồ để nó vô nước á. Đây hai mẹ con Trà My đi bắt ốc. Wow, Trà My phát hiện được con ốc rồi. Bỏ vô mấy con? Hai con, ba con luôn. Ừ, nhiều dữ rồi ta. Đó con lượm đi My. Đây Trà My trải nghiệm đi bắt ốc ngoài đồng. Đã thiệt. Wow. Wow, nhiều dữ rồi ta. Nhiều dữ hả? Đâu con cầm ốc đưa lên cho các bạn xem coi mi. Con bắt ốc lên đưa cho các bạn xem coi. Yeah, trời ơi, nhiều ốc dữ rồi ta. Trời ơi, ốc luôn mình tùm lum luôn, ruộng nhiều dữ hả? Còn nữa không? Cô gái mặc áo bà ba đi bắt ốc. Đâu có còn không? Đây nè, còn nè mấy đấy nè. Bà thấy đấy còn nè. Thấy chưa? Con là Mi Mi, thấy chưa? Một cua bắt ốc là có thiệt luôn. Đâu rồi, đưa lên coi, đưa lên coi coi. Nhiều dữ hả? Vậy còn ba con nữa kìa con. Ơi, cảm giác bắt ốc ngoài đồng thiệt là tuyệt vời luôn nha. Ủa còn không? Còn kìa. Đây nè. Wow, nhiều ốc thiệt to. Đâu đi nữa coi, đi tìm nữa coi. Nè con đi qua đây tìm coi có không. Thì chừng không luôn hả? Thì bắt ốc thiệt hả? À, thiệt có không? Săn quần lên bắt ốc luôn ta ơi. Đã dữ hả? À? Ốc nhiều dữ ta, không những chỗ này nhiều ốc thiệt. Bây giờ mi trải nghiệm, bữa nay trải nghiệm thực tế đi bắt ốc luôn nha. Quay ba, quay ba. Đâu có chưa? Ốc nhiều dữ hả? Đưa mẹ sách đây cho con, mẹ sách cho anh đỡ nặng. Ốc nhiều thiệt, lẫm có chút xíu mà quá chừng luôn. Rồi đưa lên coi, đưa ốc lên coi. Yeah, trời ơi đã thiệt. Nhiều ốc dữ rồi ta. Đâu? Ốc thiệt. À, thiệt. Không bao giờ lượm chúng về luộc ăn nha. Ngon thiệt, con ăn ốc chưa? Con biết ăn ốc này chưa? Rồi, vào đây coi.
ốc nhiều thiệt. Này con đi vào đây con có nữa không? Đây là cả cánh đồng luôn. Wow, nhiều ốc thiệt. Săn quần lên bia đi bắt ốc luôn nha các bạn. Còn nữa không? Đây nè, bà phát hiện đây mấy con nữa nè. Ừ, đây là hai con ốc nó đang bò nữa nè. Đó, cho mày chụp liền. Ở đi bắt ốc mà gặp trời mưa rồi. Trời mưa là nhiều ốc lắm á. Trời mưa là ốc ra nhiều lắm á. Bà phát hiện con ốc này đang bò luôn nè mi. Đang bò luôn nè. Đang bò luôn nè các bạn. Và con ốc đang bò luôn. Ừ, ốc nhiều thiệt. Đó, hay hai con nữa. Nhiều dữ hả? Ồ, trải nghiệm thực tế luôn, giờ mi đi bắt ốc. Xô ốc luôn. Ồ, bà phát hiện đây một con nữa. Bà con này nó chết rồi các bạn ơi, con ốc này nó chết rồi. Ồ, đó hai con nữa, giờ mi phát hiện hai con nữa. Wow, đâu đưa xô coi, nhiều dữ rồi ta. Xô luôn. Ồ, lúc nãy giờ có một vòng một xô luôn. Xô ốc nè. Đã thiệt, nhưng khu này nhiều ốc thiệt nha. Và wow, đây là cả một cái cánh đồng ruộng luôn nè các bạn ơi. Cánh đồng ruộng nè, đây là lúa nha các bạn. Nè, ở dưới đây không biết có ốc không, chắc nhiều ốc lắm nè. Đây là cánh đồng ruộng lúa. Trời ơi, đang đi lượm ốc mà trời mưa rồi. Wow, có chưa, nhiều chưa? Đã dữ ta. Có không My? Ừ, con cái tướng bạn và My bắt ốc kìa các bạn. Ghê chưa, săn quần lên bắt ốc luôn. Ui, hai con ốc luôn. Nhiều dữ nè, đâu rồi con đưa lên cho các bạn xem coi. Wow, đã thiệt rồi. Yeah. Còn nữa không? Đây là đám lúa này người ta cắt rồi nha các bạn. Kế bên đây có cái đám mía nữa nè. Mình đi dài dài bên kia coi có không. Tập nhiều dữ à. Đây, phát hiện ở đây có cái trứng con ốc này nha các bạn. Đây, đây là cái trứng con ốc nè. Nó chuẩn bị là cái trứng này nó sẽ nở ra thành con ốc nè. Đó. Đây có trứng ốc luôn. Đây là đám ruộng lúa người ta cắt rồi. Có không? Rồi mẹ cho My lội xuống đây coi có không. Ở đây thấy có trứng ốc nhiều lắm nè. Ừ, con ở đó đi, ở dưới đây sâu lắm. À, đây có một cái trứng ốc nữa nè. Đây trứng ốc nè các bạn ơi. Không. Có 12 con à. Ờ đây nè. Wow, nhiều ốc thiệt. Rồi rồi, từ từ đi, ở đây sâu lắm, con bắt không được đâu. Để mẹ đi bắt ha. Bắt ốc vui không con? Trời ơi, bữa nay trải nghiệm rồi mới đi bắt ốc vui thiệt. Ở đây có cái hang gì ta, không lẽ hang cua? Cua. Kẹp quá. Đây hang gì đây? Hang gì coi. Đúng rồi, hang gì vậy? Không biết nè. Đây cái hang gì đây các bạn? Không phải hang cua ta.
Thế nào ba bắt được cua không? Nè mẹ cầm quay coi. Không cua đâu. Phải không? Ủa đây có cái hang, không lẽ hang cua đây các bạn? Có hang cua kìa. Có. Đó, con ốc hay gì vậy? Hang này cứng quá, không có. Rồi quay quay vô cái vỏ này coi. Wow, đây là một vòng luôn, được như đây ốc nha các bạn. Hả? Thiệt. Đó, vào đây coi có ốc nữa không? Đó, đó có cái trứng ốc nữa kìa, thấy không? Có không? Ơ đi với sâu lắm. Wow, đây một con nữa nè. Ủa, con ốc bự nè bây. Ủa, con ốc bự luôn, thiệt luôn nè. Ủa, con ốc này nó đóng rong luôn rồi nè. Để bà coi coi. Nè, ốc này nó đóng rong luôn nè các bạn. Đóng rong luôn các bạn. Ốc này nó già lắm rồi. Đây, đây, đây con nữa nè mấy. Con thấy không? Thấy không? Wow, ốc nhiều thiệt. Cái chìm coi có nữa không? Cái cua này nhiều thiệt cơ. Chìm ốc coi, ốc đâu rồi? Cái chìm ốc coi, ốc đâu rồi? Đâu? Ồ, đây con này mấy. Bạn thấy không? Có ốc tí hon, đưa bà coi coi. Trời ơi, con ốc này nhỏ quá, thả nó đi, tha nó đi. Thả nó đi. Không nhỏ xíu à. Mẹ ơi, con đi chân con nữa. Đâu rồi? Mẹ ơi, đây nè ba. Hai con ốc rồi mà. Đây nè. Bắt mi. Hai con luôn. Nè mi đây nè, đây nè. Ốc u vàng nè. U u. Hai con nó đang cắn nhau. Đã thiệt rồi. Có chừng té nha. Ừ. Đây con bự nè. Được không? Không phải, không phải. Không. Nè bắt cái ốc. Ủa bắt cái mi. Wow, ốc bự kìm dàm ta. Ở đây trứng ốc nhiều lắm nè, quá chừng luôn. Có nữa không? Còn không? Rồi đi từ từ qua đây coi chừng té nha, chỗ này chắc có nè. Đâu, đưa lên cho các bạn xem coi. Ồ, đâu đây nè, đưa con đưa lại coi. Ồ, giờ mi bắt được ốc bự thiệt ta. Ở dưới này. Rồi, đi bắt nữa nè. Đi bắt nữa thì bắt ốc về ăn. Đúng rồi, bắt ốc về ăn. Rồi con từ từ con mới tìm được ốc chứ con đi nhanh quá sao tìm được. Đi từ từ thôi con nhìn tìm coi. Còn không? Con nó chết hả? Rồi đi ra qua bên kia đi. Đây đi qua đây. Có không? Nãy bên kia nhiều, bên đây ít rồi, bên đây hết rồi.
nó tụ là bên kia nhiều á. Con đi tự không ơi. Ê đây con nè, mi mi con bự nè. Nè, thấy không các bạn, đây là ốc nè, ốc này nó lâu đời lắm rồi, đóng rong luôn rồi nè. Wow. Đã thiệt. Rồi đi tiếp qua đây coi. Thôi mày đi bắt ốc vui không? Đã thiệt. Nè bà thấy con ốc này nó đang bò luôn nè. Rồi té luôn rồi. Đó con ốc này nó đang bò luôn nè. Ủa nó đang mở miệng luôn á. Bỏ vô. Nó đang mở miệng á. Đang mở miệng bắt cái nó kẹp lại luôn. Nó kẹp lại luôn. Đây một con mà nó chết rồi. Nó chết rồi con. Nó chết rồi hả? Một con nó chết rồi nè. Con nó chết rồi không? Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Rồi đi một vòng đi bắt ốc buổi chiều nay thành quả coi được bao nhiêu. Một xu này các bạn. Đó, ốc này là ốc vàng. Rồi sau hơn sau gần một tiếng đồng hồ mẹ con trà My đi bắt ốc thành quả được bao nhiêu đây nè các bạn ơi. Cái gì vậy? Kệ người ta đi đi nè. Đã thiệt. Đây nè, ủ ốc đảo đó nha các bạn. Chút này về nhà sẽ luộc cho trà My ăn. Sẽ luộc làm nước mắm trắng sẽ là ngon lắm đây. Rồi chút về là món ốc ốc luộc chấm nước mắm siêu cay. Đâu con cầm mấy ốc đưa lên cho các bạn xem coi. Ốc nữa. Bạn Trà My chỉ thích ốc nhỏ thôi. Đó, ốc tí hon của bạn Trà My đây. Rồi máy bay các bạn ơi, giờ mình đi về. Máy bay các bạn, mời các bạn đón xem video tiếp theo của Trà My nha.